Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas, thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt và chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, nhân cái dịp mà Phạm Minh Chính đang có mặt tại Trung Quốc và ca ngợi một cái thành phố tại Trung Quốc, thì quý vị, trong cái bài báo mà của tờ Thanh Niên đăng thì nó lòi ngay cái bản chất của chuyến đi này. Tức là động cơ của chuyến đi này là tìm cách cứu lại cái cơn khủng hoảng năng lượng đang diễn ra tại Việt Nam. Ok quý vị, ở trên tờ báo Thanh Niên chúng ta lướt qua chút xíu đi, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào phân tích xem tình hình như thế nào. Quý vị, tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư vào xã hội Việt Nam, ở đây thì ca ngợi là nào là bao nhiêu tập đoàn muốn đầu tư vào Việt Nam, vân vân và vân vân. Thì quý vị, trong đó thì đây là họ nói về những cái vấn đề này, và tôi ghi nhận, tôi đã thấy là trong cái phần cuối của bản tin này nè, về các đề xuất tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đang thông qua quy hoạch điện thứ 8, tức là trong đó thực hiện chuyển đổi năng lượng, phát triển điện gió, năng lượng mặt trời, khuyến khích tự sản xuất, tự tiêu, phát triển điện áp mái, rồi các doanh nghiệp có thể có căn cứ đầu tư. Ngoài lĩnh vực mà tập đoàn đề xuất thì Thủ tướng cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp Trung Quốc, đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp năng lượng tái tạo, xây dựng hệ thống truyền tải điện, các ngành phụ trợ, dệt may, vân vân. Thì quý vị, ở trong đây gần như là khúc đầu thì khoe khoang tùm lum hết, nhưng mà khúc sau thì nhấn mạnh rất nhiều trong vấn đề năng lượng. Nhấn mạnh rất nhiều là yêu cầu các công ty Trung Quốc đầu tư ngành năng lượng ở Việt Nam, trong đó gồm có Tubing, tức là phong điện, hay là Solar Panel, tức là thái dương điện, rồi kể cả việc mà điện áp mái, tức là những cái tấm Solar Panel để trên mái nhà, gọi điện áp mái quý vị. Nghe cái này là tôi nghe hơi lạ lùng chút xíu. Rồi bên cạnh đó quý vị, là họ còn thúc đẩy phần nhiệt điện nữa. Thì quý vị, đây được xem là một trong những cái mục đích chính chuyến đi của Phạm Minh Chính tới Trung Quốc, đặc biệt là liên quan tới ngành năng lượng. Quý vị biết trong thời gian vừa qua, đặc biệt là hiện nay luôn, là tình trạng cúp điện luân phiên vẫn đang diễn ra và không có đủ điện để cung cấp cho cả sản xuất lẫn cái đời sống bình thường của người dân. Hiện nay là Cộng sản đang lúng túng trong cái việc gọi là làm cách nào có đủ nguồn năng lượng. Và quý vị, cái biện pháp cấp bách trước mắt là phải nhờ vào Trung Quốc. Bởi vì từ xưa tới nay, năng lượng của Việt Nam nhập cảng từ Nga, từ Lào và từ một phần từ Trung Quốc. Nhưng mà trước đây từ Trung Quốc thì họ chỉ nhập cảng cái lượng than đá cho nhiệt điện thôi. Thì quý vị, lần này thì lượng than đá thì không, nhiệt điện thì không đủ cung cấp rồi. Đã nhập cảng từ Lào là chủ yếu, nhưng mà Lào thì bây giờ họ cũng đã căng hết rồi. Họ không còn có đủ để mà cung cấp cho cả khu vực, chứ đừng nói tới Việt Nam. Tại vì Lào đang có 4-5 cái đập thủy điện và cung cấp cái nguồn điện của họ cho khu vực ở Đông Nam Á và một phần của Trung Quốc. Trong đó có Miến Điện, có Campuchia, có Thái Lan và có Việt Nam. Do đó quý vị, Lào không có đủ sức để mà tăng thêm cái quota điện cho Việt Nam. Và phía của Nga Xô là cái nơi mà được xem là cung cấp cái nguồn năng lượng rất là nhiều cho Việt Nam, trong đó gồm có xăng, dầu và khí đốt thiên nhiên. Thì quý vị, tất cả những cái này đều đóng góp cho cái kỹ nghệ điện tại Việt Nam. Thì bây giờ quý vị thấy cuộc chiến của Nga tại Ukraine, nó đã ảnh hưởng rất nhiều tới cái gọi là năng lượng của Việt Nam. Thiếu hụt xăng rồi, thiếu hụt dầu, bây giờ thiếu hụt điện nữa. Do đó quý vị, Cộng sản Việt Nam bây giờ đang lúng túng trong vấn đề làm cách nào có điện. Và bây giờ thì quý vị, họ lệ thuộc vào Trung Quốc. Thứ nhất là bây giờ họ muốn tăng cường cái việc mà gọi là nhập cảng điện từ Trung Quốc. Thứ hai là điều đình với phía Trung Quốc là không nên có những cái gọi là chặn các cái nguồn nước, nguồn sông
chảy vào phía Việt Nam, trong đó có cả sông Hồng luôn quý vị. Có cả sông Hồng ở ngoài Bắc Việt Nam luôn, nơi được xem là Cộng sản Việt Nam đang có một số đập thủy điện dọc theo cái dòng sông này để mà cung cấp cái nguồn điện cho nội địa. Thì quý vị, tình trạng không đủ nước ở các cái dòng sông ở ngoài Bắc đã không đủ cái nguồn cung cấp thủy điện. Rồi á, đa số điện còn lại là nhập cản từ bên ngoài và bây giờ bị kẹt cả thị trường của Lào lẫn của phía của Nga. Thì bây giờ chỉ còn có một cái đường hướng duy nhất và gần nhất là Trung Quốc thôi. Bởi vì Malaysia hay Indonesia họ cũng đã từ chối. Cho nên bây giờ đường xa là Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì ở xa, tiền chuyên chở khá nặng. Và đặc biệt là Hoa Kỳ lại là một quốc gia không chấp thuận cái việc mà tham nhũng, hối lộ. Cho nên khó có tiền quê hồng. EVN không có lấy được tiền quê hồng cho các cán bộ đảng viên bỏ túi. Do đó quý vị, việc mà deal với Hoa Kỳ trong vấn đề năng lượng là quá xa vời. Hay nhất là Trung Quốc. Trung Quốc vừa gần, vừa có đủ cái nguồn năng lượng có thể cung cấp được, mà vừa có thể có được thêm cái tiền quê hồng lợi nhuận vào túi các đảng viên. Do đó quý vị, Trung Quốc vẫn là cái cửa ngõ tốt nhất cho Cộng sản Việt Nam ngay trong giai đoạn này để mà có được cái nguồn năng lượng. Do đó quý vị thấy là cái bài báo của Thanh Niên nói là đầu tư vào xã hội, vào bến cảng, vào cái gì, cuối cùng nó vẫn nhắc tới là năng lượng tái tạo, rồi phong điện tức là điện gió, rồi tới solar panel tức là điện mặt trời đó, thái dương điện đó. Thì quý vị, và họ không đề cập tới vấn đề thủy điện và họ không nhắc tới cái vấn đề gọi là nhiệt điện. Bởi vì hai cái này nó thuộc dạng bí mật quốc gia. Tại vì thủy điện là tại vì họ đang kẹt những cái dòng sông bị Trung Quốc chặn ở cái nguồn nước. Và thứ hai là nhiệt điện thì họ bán cái rò than đá qua cho Trung Quốc. Rồi cuối cùng Trung Quốc xuất cản ngược lại với giá cắt cổ. Thật sự Trung Quốc bán không có giá cắt cổ đâu. Giá cắt cổ là do phía cán bộ đảng viên Cộng sản Việt Nam đội giá lên để kiếm tiền lời quê hồng ở bên trong thôi. Và cái sự sai biệt thôi quý vị. Nhưng nhiệt điện được xem là một trong những cái gây ô nhiễm nhất. Chính vì vậy, nó không muốn nhắc tới nhiệt điện. Mặc dù là trong cái cuộc gặp gỡ này đó, là Phạm Minh Chính là nói tất cả liên quan tới ngành năng lượng. Và quý vị, điều quan trọng nhất là làm cách nào thiết lập được một đường dây đường bộ để chở nguồn xăng qua Việt Nam đi qua lãnh thổ của Trung Quốc. Thay vì từ trước tới giờ, khí đốt và xăng là chở từ Nga qua và đi bọc ở cái phía bắc của Thái Bình Dương đi xuống Việt Nam. Ok quý vị, là đó là cái lộ trình mà tàu chở xăng dầu và khí đốt thiên nhiên của Nga cung cấp cho phía của Việt Nam. Nhưng sau khi cuộc chiến bùng nổ và lệnh cấm vận của Tây phương áp đặt đối với Nga, đặc biệt là ngành vận chuyển cũng như là ngành bảo hiểm, nhiều công ty đã không thể làm việc này với Nga. Kể cả những một số công ty vận chuyển của Trung Quốc cũng đã không thể, họ không thể gọi là nhận các cái mối của Nga chở ngành năng lượng bởi vì lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và Tây phương. Chính vì vì điều này mà Nga bị giới hạn rất nhiều. Đặc biệt là quý vị, khi mà đi dọc Thái Bình Dương đó quý vị, phải đi ngang qua các vùng đặc quyền kinh tế của Canada, rồi xuống tới Nhật Bản, rồi đi qua cái eo biển của Bashi Channel giữa Philippines và Đài Loan, rồi đi vào Biển Đông mới tới Việt Nam. Do đó quý vị, cái trở ngại về chuyên chở và cái trở ngại về lãnh hải đã khiến cho phía của Việt Nam không nhập cản được xăng dầu từ phía của Nga. Và kể cả khí đốt thiên nhiên. Thì cái đường vận chuyển tốt nhất quý vị vẫn là cái đường vận chuyển qua lãnh thổ của Trung Quốc. Quý vị, chính vì điều này mà Phạm Minh Chính phải cất công đi tới phía của Trung Quốc trong đợt này, là tôi gọi là đi ăn mày năng lượng. Tại sao đi ăn mày năng lượng? Thứ nhất là năn nỉ phía Trung Quốc tăng cường cái sản lượng điện và cái nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành năng lượng, tức là điện cho phía Việt Nam. Đó là cái điều thứ nhất, và họ chấp nhận cái giá cao hơn để mà nhập cản cái nguồn năng lượng từ Trung Quốc. Và quý vị, thứ hai, làm cách nào có thể thiết lập được một cái đường vận chuyển từ ở Nga xuống Trung, đi ngang qua Nội Mông Trung Quốc, tức là đi qua Mông Cổ Trung Quốc, để đưa cái nguồn năng lượng xuống tới phía Việt Nam
đây là một trong những cái mục đích chuyến đi của Phạm Minh Chính. Thì quý vị, để tôi mở bản đồ lên cho quý vị thấy là cái đường vận chuyển năng lượng trước đây như thế nào và bây giờ thì cái hướng đi như thế nào. Quý vị, đây là cái bản đồ mà chúng ta có được. Thì quý vị thấy là Việt Nam nằm ở đây nha. Ok. Việt Nam nằm ở dưới đây. Ok quý vị. Và trước đây đó quý vị, thì Nga tải năng lượng của họ là đi từ ở cái hướng gần cái lãnh hải của Nhật Bản, và họ đi xuống đây, tàu chở của họ là từ ở khu vực này. Ok quý vị, ở khu vực của gần gần ở Bắc Hàn và của xin lỗi quý vị, của Bắc Hàn và của Nhật Bản. Họ đi xuống đây để họ chở năng lượng và họ đi vòng xuống khu vực này, họ đi qua cái Ba-Chi Channel giữa Đài Loan và của Philippines để chở dầu khí vào Việt Nam. Tuy nhiên quý vị, cái con đường này bây giờ nó bị kẹt bởi tình trạng gọi là không có công ty vận chuyển, bởi vì các công ty vận chuyển đã bị lệnh giới hạn của Hoa Kỳ và của Liên hiệp Âu Châu trong vấn đề mà vận chuyển năng lượng và bán bảo hiểm cho các tàu chở năng lượng. Do đó thì Cộng sản Việt Nam mong muốn là thiết lập một cái đường dây từ ở Nga, quý vị nhìn tên đây, đi ngang qua Mông Cổ, đi xuống Trung Quốc và qua Việt Nam. Đây là cái đường vận chuyển năng lượng ngắn nhất và đi bằng đường bộ, tức là có thể rằng là bằng những chuyến xe lửa hoặc là bằng những cái chuyến xe vận tải để mà chuyển năng lượng từ ở Nga đi ngang qua Trung Quốc và xuống Việt Nam. Điều mà quan trọng nhất là Trung Quốc mở cánh cửa này. Điều quan trọng nhất là Trung Quốc mở cánh cửa này ra cho phía Cộng sản Việt Nam. Điều thứ hai là phía Trung Quốc nhẹ tay chút xíu, tức là lấy cái tiền mãi lộ nhẹ tay chút, tại đi ngang lãnh thổ của Trung Quốc thì phải nộp tiền mãi lộ, tức là tiền thuế vận chuyển đi ngang qua cái lãnh thổ của họ mà, thì lấy nhẹ chút xíu để họ còn có tiền lời ở trong cái nguồn năng lượng xăng dầu và khí đốt từ phía Nga. Do đó quý vị, tại sao lần này cái phái đoàn của Cộng sản đi rất hùng hậu, nào là Bộ trưởng Quốc phòng, nào là Thứ trưởng Công an, rồi kể cả Phạm Minh Chính là Thủ tướng, là bởi vì để đạt được cái sự đồng ý của Tập Cận Bình và giới lãnh đạo của Trung Quốc thì Cộng sản Việt Nam phải thỏa hiệp rất nhiều. Thỏa hiệp thứ nhất là quý vị thấy Bộ trưởng Công an của Cộng sản Việt Nam ngày hôm qua đã ký kết một cái văn bản chung với lại xin lỗi, Thứ trưởng Công an chứ, ký kết cái văn bản chung với lại nhân vật đứng đầu ngành công an của Cộng sản Trung Quốc, trong đó trên danh nghĩa là chống lại tội ác xuyên quốc gia, nhưng Trung Quốc triệt buộc là tất cả những kẻ nào mà tham nhũng chạy qua Việt Nam, hay là những cái nhà bất đồng chính kiến chạy qua Việt Nam, hay những cộng đồng thiểu số đang bị đàn áp ở Trung Quốc như là người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, người Tây Tạng, kể cả một số người thiểu số ở Vân Nam mà chạy qua Việt Nam, thì Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ phải bắt giữ những kẻ này giao lại cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Trên danh nghĩa là chống tội ác xuyên quốc gia, nhưng trên thực tế là Trung Quốc nhắm vào những thành phần này. Và thứ hai là Tập Cận Bình đang có chiến dịch gọi là săn cáo. Chiến dịch săn cáo này có nghĩa là những quan chức tham nhũng ở Trung Quốc đào thoát ra nước ngoài. Thì Tập Cận Bình đã sử dụng cái lực lượng công an mật vụ đi tới những quốc gia đó, ép những tay quan chức này trở về Trung Quốc chịu tội. Đây là chiến dịch săn cáo của Tập Cận Bình. Thì quý vị, có một số quan chức của Cộng sản Trung Quốc âm thầm không chạy qua những nước khác mà chạy qua Việt Nam lánh nạn một thời gian. Thì quý vị, ở Hà Nội, ở Lào, ở ngoài Bắc là đám quan chức này trú ngụ rất là đông. Thì quý vị, giờ phút này thì phía Trung Quốc muốn là Cộng sản Việt Nam phải bắt giữ những tên quan chức này giao nạp lại cho Trung Quốc. Và điều thứ hai là Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc là Li Shanfu đã gặp gỡ với Bộ trưởng Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam là Phan Văn Giang. Và quý vị, họ ký kết một cái thỏa thuận trên biển. Mà trong đó, quý vị nói là hợp tác, tức là dùng cái chữ rất là đẹp, hợp tác để mà gìn giữ hòa bình, ổn định và an ninh ở trên Biển Đông, cũng như là kiềm chế những cái sự khác biệt. Nhưng mà trên thực tế là Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận cho Trung Quốc sử dụng cái vùng đặc quyền kinh tế của mình để đối đầu với Hoa Kỳ. Tức là tính từ bờ lãnh hải ra, thì theo cái luật UNCLOS năm 1982, thì từ thềm lục địa ra 12 hải lý là hải phận quốc gia, thì không ai đụng tới hết. Trung Quốc cũng không nghe ngó tới luôn.
Nhưng 200 hải lý từ ở thềm lục địa ra là vùng đặc quyền kinh tế. Thì quý vị, vùng đặc quyền kinh tế này thì thật sự tàu bè quốc tế có thể đi ngang, với điều kiện là thông báo cho cái quốc gia chủ nhà ở đó biết là tàu chúng tôi sẽ đi ngang vùng đặc quyền kinh tế của các ông. Thì quý vị, đây là gọi là đặc quyền kinh tế thôi, tức là nó gọi là exclusive economic zone. Thì quý vị, đây là một trong những cái khu vực mà gọi là nó không phải thuộc chủ quyền quốc gia một cách chính thức, nhưng nó nằm dưới sự quản trị của quốc gia đó. Bay ở trên không phận đó hay là di chuyển ở trên hàng hải không phận đó đều phải thông báo hết, và có thể được đi và có thể không được đi, tùy theo quốc gia đó cho phép hay không. Thì quý vị, xưa nay Cộng sản Trung Quốc vẫn dùng cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để mà đưa tàu dân quân ngư phủ của họ, tàu hải giám của họ, thậm chí tàu hải quân của họ đi xuống Biển Đông và đặc biệt là khu vực Trường Sa, uy hiếp những quốc gia như là Philippines. Bên cạnh đó quý vị, là Trung Quốc vẫn thường xuyên sử dụng không phận của vùng đặc quyền kinh tế này để mà tiếp cận và đối đầu với các chiếc giám sát cơ hay là trinh sát cơ của Hoa Kỳ tại đây. Thì quý vị, lần này Phan Văn Giang qua gặp Lee Shan Phu là cam kết sẽ để cho phía Trung Quốc toàn quyền sử dụng vùng đặc quyền kinh tế cho mục tiêu quân sự của họ, chỉ cần đừng đụng tới Việt Nam thôi. Thì quý vị, Trung Quốc có thể thoải mái ra vào ở khu vực này để đối đầu với Hoa Kỳ. Thì quý vị, để thỏa mãn được điều này thì Tập Cận Bình mới đồng ý mở cửa nhập khẩu tất cả những mặt hàng của Việt Nam xuất cảng qua Trung Quốc. Quý vị thấy là Trung Quốc lúc on lúc off mà, lúc vui thì họ mở cửa nhiều một chút, lúc buồn họ đóng cửa lại, họ siết một cái là ở trong Việt Nam là nào là cứu trái cây, cứu trái vải, cứu thăng long, cứu đủ kiểu hết, giải cứu. Thì quý vị, là do thị trường Trung Quốc đóng lại. Thì quý vị, lần này Phạm Minh Chính năn nỉ Tập Cận Bình là mở cửa thêm cho cái thị trường nông hải sản của Việt Nam. Thứ hai là làm cách nào để thiết lập được một cái đường vận chuyển năng lượng đi ngang Trung Quốc, từ Nga đi ngang Trung Quốc để xuống Việt Nam. Thì đổi lại quý vị, Phạm Minh Chính phải thỏa mãn một chút điều kiện gì đó của Tập Cận Bình. Bây giờ quý vị thấy khoe khoang không? Cả chục công ty toàn là đại gia của Trung Quốc không đều muốn đầu tư vào Việt Nam. Cái này là do báo chí Cộng sản đăng thôi, nhưng cái này là do Phạm Minh Chính là kẻ đi ăn mày, tức là muốn những công ty của Trung Quốc đại gia này đầu tư vào Việt Nam. Thì đổi lại họ được cái gì, và chính quyền Cộng sản Trung Quốc được cái gì, điều kiện đổi trao đổi là cái gì? Quý vị, những đại gia của Trung Quốc mà không có sự bật đèn xanh của Tập Cận Bình và ban lãnh đạo của Trung Quốc thì đừng hòng họ bỏ ra một đồng. Nó phải được sự bật đèn xanh của chế độ Tập Cận Bình. Mà để cho được bật đèn xanh thì Phạm Minh Chính lại phải thỏa mãn điều gì cho Tập Cận Bình đây? Thỏa mãn như gì thì tôi vừa nói với quý vị là thứ nhất là trên biển. Tức là Cộng sản Việt Nam có thể phản ứng bằng mặt ngoại giao, tức là vẫn lên tiếng phản đối, nhưng mà quân đội Cộng sản Việt Nam không được phép bén mảng tới bất kỳ một chỗ nào có sự xuất hiện tàu hải giám hay là tàu hải quân của Trung Quốc. Và thứ hai là nếu như mà có những cái biến động trên Biển Đông từ những cái thiên tai nhân họa đó quý vị, thì các cái chiến đấu cơ của Trung Quốc hoặc là tàu Trung Quốc có thể tấp vào một số những cái đảo do phía Việt Nam quản trị mà không được phép hó hé. Thì quý vị, điều kiện Tập Cận Bình đặt ra. Và thứ ba là anh có quyền làm ăn buôn bán với Mỹ, anh có quyền có những cái giao du về quân sự với Mỹ, nhưng tuyệt đối không được phép gọi là có những cái đi cao hơn, xa hơn. Ví dụ như là huấn luyện hay là mua vũ khí hay là bất kỳ một điều gì với Mỹ. Quý vị nhớ không? Kể từ khi mà Obama qua Việt Nam đã mang một cái món quà cho Cộng sản Việt Nam là xóa bỏ cái việc gọi là cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Thì quý vị, kể từ đó tới nay Cộng sản Việt Nam có dám mua vũ khí của Hoa Kỳ không? Câu trả lời là không. Câu trả lời không. Họ có nhập 100 triệu
Nhưng 100 triệu đó chỉ là những cái dụng cụ thiết bị dành cho ngành công an đối phó tội phạm thôi. Chứ họ không có mua được vũ họ không có mua vũ khí của Hoa Kỳ. Là bởi vì thứ nhất là mua Hoa Kỳ chưa chắc bán. Quốc hội chưa chắc đồng ý. Và thứ hai là mua vũ khí của Hoa Kỳ thì có nghĩa là ra mặt chống đối với Trung Quốc. Do đó, Cộng sản Việt Nam không dám mua và cũng không thể mua vũ khí của Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây là những cái điều kiện được đặt ra khi mà mỗi khi có quan chức Cộng sản Việt Nam qua Trung Quốc. 14 cái điểm mà Nguyễn Phú Trọng đã ký kết trước đây, thì quý vị, nó cũng nằm trong cái 14 cái điểm này, tức là 14 cái văn bản mà Nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Cộng sản Trung Quốc. Thì bây giờ Phạm Minh Chính bay qua bên Trung Quốc thì cũng nằm trong 14 cái văn bản này mà thôi. Có điều là Nguyễn Phú Trọng ký kết là trên danh nghĩa là giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì Nguyễn Phú Trọng không có một cái tư cách nào trong guồng máy cai trị. Ông ta chỉ là người đứng đầu của Đảng Cộng sản thôi. Do đó, cần một người điều hành bên hành pháp. Tức là ở Việt Nam, quý vị, vai trò chủ tịch nước chỉ là cái bình phong, tính chất nghi lễ thôi, hay là ân xá tiếp đãi, ân xá cho tội phạm, hay là tiếp đãi các lãnh đạo thế giới thì chủ tịch nước ra đón, nhưng điều hành toàn bộ cái guồng máy cai trị là chức vị thủ tướng. Do đó, cái chức vị này thì nó mới là chính thức và officially có đủ thẩm quyền thì ký kết. Do đó kỳ này Phạm Minh Chính dẫn một phái đoàn qua bên đó là ký kết lại các văn bản một cách chính thức dựa trên 14 điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng đã đồng ý với Tập Cận Bình. Thì quý vị, 14 điểm đó thì cứ chúng Cộng sản đâu bao giờ nói cho chúng ta biết là cái gì. Nói chung chung không à, không bao giờ công bố những cái văn bản đó cho người dân biết. Thì quý vị, do đó cái điều mà chúng ta biết được là thỏa mãn những điều kiện của Trung Quốc để thứ nhất đổi lại cái nguồn đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam. Thứ hai, vay vốn ODA tiếp tục. ODA tức là vay vốn mà không cần trả tiền lời. Và thứ ba là tiếp tục kêu gọi Trung Quốc đầu tư vào hạ tầng cơ sở của Việt Nam trong một vành đai một con đường. Từ bến cảng, đường xá cho tới kể cả cái tham vọng của Cộng sản bây giờ là việc xây dựng cái cao tốc Nam Bắc và thúc đẩy mạnh cái sân bay ở Long Thành. Quý vị, họ không có tiền. Họ không có tiền xây. Do đó, bây giờ cái nguồn vay vốn là từ Trung Quốc. Thì quý vị, do đó chuyến đi của Phạm Minh Chính này, thứ nhất là kêu gọi thêm vốn đầu tư về hạ tầng cơ sở và vay từ phía của Trung Quốc. Do đó quý vị sẽ không lạ lùng khi mà nhà thầu Trung Quốc liên tục trúng thầu tại Việt Nam. Tại vì đây là điều kiện của Trung Quốc trong một vành đai một con đường. Và thứ hai quý vị, cái nỗi lo ngay trước mắt trong mùa hè, tức là bây giờ là đầu hè, thì quý vị, năng lượng trở thành vấn đề sinh tử của Cộng sản. Bây giờ mà tôi nói là cái nguồn năng lượng của Cộng sản Việt Nam bây giờ đó là quý vị đủ cung cấp cho thị trường tiêu thụ thì phải đóng cửa tất cả các cơ sở sản xuất và hành chánh. Còn nếu như mà mở điện cho các cơ sở sản xuất và những cơ quan hành chánh của guồng máy cai trị đó thì phải cúp điện của người dân. Tức là cái lượng điện không đủ cung cấp nữa. Cái lượng lượng điện không đủ cung cấp nữa. Do đó, bây giờ để giải quyết cái bài toán thứ nhất là nguồn năng lượng trước mắt là phải mua từ ở phía Quảng Châu. Mua cái nguồn năng lượng từ phía Quảng Châu. Thứ hai là bắt đầu sắp đặt một cái chiến lược đường dài để có được cái nguồn năng lượng cung cấp mà không bị gián đoạn. Thì quý vị, cái lộ trình từ Trung Quốc qua phía Việt Nam. Đi đi ngang qua lãnh thổ Trung Quốc, từ Nga qua Trung Quốc xuống Việt Nam. Vấn đề còn lại là giá tiền mãi lộ ra sao? Đó là cái điều mà Phạm Minh Chính tới để năn nỉ Trung Quốc. Và thứ ba, có thể tình trạng mà thiếu điện này khiến cho Cộng sản hoảng sợ và có lẽ có sự điều đình để Trung Quốc thiết lập một cái nhà máy nguyên tử, hai nhà máy nguyên tử điện ở Việt Nam. Trước nay Cộng sản Việt Nam muốn Nga thiết lập kìa. Tại vì Nga không có trói buộc nhiều. Nhưng mà cái giá thành của Nga cao hơn. Và Mỹ và Nhật Bản thì họ lại rất là nghiêm khắc trong vấn đề nguyên tử. Kể cả Canada. Cho nên Cộng sản không deal được với Mỹ, Canada hay là phía Nhật Bản.
Nhưng Trung Quốc và Nga thì được. Bởi vì Trung Quốc và Nga không có những điều kiện trói buộc nghiêm khắc. Trong đó là cấm tuyệt đối không có phát triển cái chương trình nguyên tử dân sự và hoặc quân sự. Thì quý vị, đó là phía của Nhật, phía của Canada, phía của Hoa Kỳ. Họ không cho phép điều đó. Và giá của phát triển cái lò nguyên tử rất cao. Chi phí bảo trì để lò nguyên tử đó làm cái những cái lò phản ứng đó không xì cái chất phóng xạ ra, thì quý vị, cái chi phí rất là cao. Ngược lại với Nga với Trung Quốc thì nó rẻ hơn, nó rẻ hơn, nhưng mà lúc trước thì cộng sản deal với Nga, còn bây giờ Nga bị vướng vào cuộc chiến của Ukraine và đang bị cấm vận thì họ hết đường chọn lựa. Bây giờ chỉ chờ vào Trung Quốc, năn nỉ Trung Quốc có thể ra giúp họ xây một hai cái lò phản ứng nguyên tử dành cho ngành năng lượng cung cấp điện, thì có thể nó sẽ xảy ra trong cái chuyến đi này của Phạm Minh Chính. Chủ yếu chuyến đi này tôi nói thẳng với quý vị là năng lượng là chính, tất cả những cái chuyện khác chỉ là cái bề ngoài để làm loãng cái tin đó đi thôi. Tại vì cộng sản phải đối diện với một cái sự thiếu hụt năng lượng trầm trọng trong những năm tới, và đặc biệt là sự thiếu hụt nhất thời bây giờ, không đủ nguồn năng lượng cung cấp, và yêu cầu Trung Quốc sang nhượng một chút xíu nguồn xăng dầu nhập cảng từ Saudi Arabia. Thì quý vị, là phía Trung Quốc bây giờ, tại vì sao? Phía Trung Quốc đang đối diện với khủng hoảng kinh tế và nhiều công ty rút khỏi Trung Quốc, cũng như là cái vấn đề gọi là bớt cái nguồn đầu tư FDI vào Trung Quốc. Do đó cái nhu cầu xài năng lượng của Trung Quốc nó giảm bớt một phần nào. Thì Cộng sản Việt Nam muốn rằng anh giảm bớt thì anh nhường cái phần dư đó qua cho tôi. Có nghĩa là phải mua qua trung gian của Trung Quốc, thay vì mua trực tiếp từ Saudi Arabia. Thì bây giờ họ phải mua trực tiếp từ phía của Trung Quốc. Thì mua ở Trung Quốc thì giá phải cao hơn. Tại sao quý vị? Dầu khí chở qua Trung Quốc, cái đường vận chuyển này là Trung Quốc phải gánh rồi. Rồi sau đó qua tới Trung Quốc, từ dầu khí, dầu thô biến thành xăng, biến thành khí đốt chở qua Việt Nam. Thì quý vị, nó cộng hết tất cả chi phí này lại, nó đưa cái giá lên cao. Thì cộng sản phải mua cái giá cao, mà cao cỡ này rồi, bây giờ lại các cán bộ đảng viên còn phải có thêm tiền quê hồng nữa, nó lại đẩy lên cao một khúc nữa. Thì quý vị, đây là cái mục đích chính của Phạm Minh Chính đi qua Trung Quốc, tìm kiếm cái sự an toàn về năng lượng. Tại vì nếu mà thiếu điện thì coi như là cả nền kinh tế bị tê liệt và xã hội sẽ lâm vào bất ổn. Người dân mà mùa hè năm nay mà nóng quá chịu không nổi là họ nổi loạn đó quý vị, nếu cúp điện. Chính vì vậy mà Phạm Minh Chính phải vội vã dẫn một phái đoàn hùng hậu bay qua Trung Quốc trước khi mà mùa hè bắt đầu, mượn cái tham dự một cái diễn đàn nào đó ở Bắc Kinh để kéo nguyên một bầu đàn thê tử qua Trung Quốc, chủ yếu là thỏa mãn tất cả những điều kiện đặt ra bởi Tập Cận Bình, để đổi lại họ có được cái nguồn năng lượng thứ nhất là nhất thời từ Trung Quốc xuất cảng, và thứ hai thiết lập một cái hệ thống vận chuyển lâu dài từ biên giới của Nga ở nước Nga băng qua Mông Cổ vào Trung Quốc. Thì quý vị, đây chính là mục đích chính mà từ mấy bữa nay báo chí Cộng sản Việt Nam che, nhưng mà che không được. Khi mà đăng ra tất cả những cái nội dung của phiên họp này thì bây giờ chúng ta mới bật ngửa. Bởi vậy tôi nói quý vị, đọc báo chí Cộng sản là quý vị phải động não, phân tích tất cả tình hình rồi xem báo chí nó tuyên truyền như thế nào, thì quý vị sẽ tìm ra được ít nhất là đến gần sự thật. Đừng để cho nó bịp bọm tất cả mọi thứ, rồi cuối cùng quý vị bị giới truyền thông Cộng sản Việt Nam nó xỏ mũi quý vị. Và cuối cùng mục đích chuyến đi này tôi đã kết luận với quý vị, đó là chuyến đi ăn mài về năng lượng với Trung Quốc. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.